người nữa là idol Cường luôn, đó là chị Tú Sương. Ở đây mọi người có thấy không ạ? Thấy không? Đó. Dạ, Tú Sương xin kính chào tất cả quý vị kính mến. Dạ, chị Tú Sương cưng lắm nha mọi người. Chào em. Là không có chỗ đủ để trang điểm đó. Thế là chị Tú Sương đã chọn một góc rất là khiêm tốn như thế này để trang điểm, nhưng không sao hết. Một ngôi dạ, sao thì ngồi chỗ nào cũng sáng bừng bừng hết dạ, trơn. Dạ. Chị ơi, dạ. Có thể nói rằng là một trong những nghệ sĩ mà thành danh với cải lương tuồng cổ, phải nhắc tới nghệ sĩ Tú Sương đó. Dạ. Vậy thì với những cái vở cải lương tuồng cổ và những vở cải lương xã hội á, thì cái cách thể hiện phải khác nhau như thế nào chị? Dạ. Với lại tuồng cổ và với cải lương xã hội thì nói về xã hội thì mình diễn cho nó giống thật như ngoài đời hơn, giống như mình không có đưa bộ tai bộ chân nhiều, càng đơn giản càng nội tâm nhiều, hoặc là nó tới lúc mà mình biểu diễn nội tâm cảm xúc của mình nó lên thì tay chân mình tự động mình chuyển thôi, chứ không có cần thiết là phải ra bộ hay là nói một bộ là dơ một cái động tác dạ. Rồi về make up cũng vậy, trang điểm cũng vậy. Trang điểm thì tụi Sương phải giống như cũng chỉ có trang điểm cho mình sáng sân khấu hơn xíu, và cái nền của cái bên xã hội thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn bên cái nền của rem phấn của cái tuồng cổ mình hơn. Yeah. Tại vì bên tuồng cổ mình thì bận những cái trang phục giống như là mắt gà, rồi kim sa lấp lánh gì đó. Cho nên khi mà mình đánh mặt mà mình tối quá thì nó sẽ bị phản lại với lại cái nền phấn của đúng mình rồi, với trên sân lánh. Khấu. Dạ. Với lại thường tụi Sương hát tuồng cổ thì cái ánh đèn sân khấu nó sẽ nhiều hơn. Yeah. Và dạ, có những cái polo hoặc là những cái đèn mà chiếu rọi đánh vô cái trên cho nó bật cái ánh sáng của nghệ sĩ, và khi mà lên thì thấy nó sẽ trang hòa chung với lại vừa cái phục trang và vừa cái nền phấn của tụi Sương. Dạ. Dạ. Rồi còn những cái vũ đạo ở bên tuồng cổ thì tụi Sương cũng có những lúc thì tụi Sương thí dụ nói một câu thì tụi Sương chỉ một điệu bộ. Dạ. Và có những cái tụi Sương lia rồi lia gối rồi nhào lộn thì nó thể hiện chung với lại những cái về cái trống nè, kèn hoặc là những cái nhạc để mà nó chung khớp với nhau để cho nó cường điệu hơn một chút xíu, nhưng mà nó không thiếu những cái nét chân thật ở trong đó. Dạ, và cảm xúc. Dạ. Dạ. Em rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Tú Sương. Và nói về nghệ sĩ Tú Tú Sương thì mình cũng Cường cũng cảm nhận được rất là nhiều những hy sinh của chị ở trên sân khấu. Có những lúc là gọi là tai nạn nghề nghiệp, nhưng mà chị vẫn bất chấp để có thể có được một vai diễn rất tỏa sáng. Em dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Cảm ơn chị. Và qua những chia sẻ vừa